Theo quan trắc về môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, những ngày gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã gây hại cho sức khỏe. Nhiều giờ trong ngày sương mù bao phủ, các chất ô nhiễm bị lưu trữ ở tầng thấp đã khiến cho bầu không khí thủ đô mù mịt và khó thở. Nhiều ngày qua, chất lượng không khí quan trắc tại một số địa điểm ở Hà Nội đạt ngưỡng xấu, kèm theo hiện tượng trời mịt mù như sương bao phủ khắp thủ đô. Cụ thể, ngày 28 tháng 3, Hà Nội bị bao phủ trong không khí đặc quánh, mù mịt. Hầu hết các quận trong khu vực nội thành Hà Nội, không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng với hiện tượng mù dày đặc. Đặc biệt, một số khu vực với mật độ giao thông cao, nhiều công trình đang thi công như Hà Đông, Trung Yên, Mỹ Đình, Cầu Giấy có chỉ số chất lượng không khí đo được ở mức từ 150 đến 200, tức là ở mức kém và xấu. Theo các chuyên gia về môi trường, Hà Nội đang xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, chất lượng không khí xấu đột ngột. Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, khuyến cáo người dân nên theo dõi chất lượng không khí qua các trạm đo trên cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội tại địa chỉ hanoi.gov.vn hoặc mạng quan trắc của Tổng cục Môi trường để chủ động sử dụng khẩu trang đúng chủng loại. Cũng theo các chuyên gia cảnh báo, mức độ ô nhiễm không khí những ngày này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và đặc biệt là các bệnh lý về hô hấp.